Chào cả nhà nha, đã đến với kênh của Chiếc Khoa Channel nha. Hôm nay mình đi chọc mít non để chiên giòn nha. Mít nào xấu xấu á. Ừ, trái nhỏ nhỏ đó lấy ăn được. Định nói không, trái nhỏ nhỏ nó chấm muối ăn được. Cái này mình để nó cũng không tốt nữa. Nè. Nó bị sừng sừng vậy nè. Mình cắt bớt một tí. Nó bị hổng vô dông sừng sừng vậy nè. Là đẹp. Cái này bị mà nó bị sâu cúng rồi sao. Ở đây vừa ra mà nó có sâu. Này con hai có cái giá gì con hai cái ăn được nè con hai. Ừ, giá sống ăn được mà. Thấy chấm muối ăn được. Con chưa ăn bao giờ nhưng mà con thấy người ta ăn được con theo. Một tay cầm một tay quay. Mít non ít xíu. Nghe đậm đực luôn được rồi. Nhìn nhắn này nó ra ngóc trái luôn. Ủa cây có nhỏ mà có vỏ á. Cây nhỏ có vỏ đó. Nghe đậm này nó ra trái luôn được rồi. Ngày nữa nó lớn mình tỉ bớt chứ không để con để hết. Để hết nó không có tốt mà. Cái này chắc ra chân dần ăn được không anh? Ai biết chiên giòn được không? Cái nào bị hư hư cắt. Thấy cái nhánh nhỏ mình để lại nó cũng không có tốt các bạn. Mình cắt bớt cho cái nó giòn cái sức nuôi cái trái. Thì cái trái nó hư đó con hai. Cái này bị sâu rồi. Cái này bị sâu rồi nè. Ừ, sâu đục nè. Ừ. Sâu đục thân. Sâu còn nằm đây nè. Nè. Sâu nhỏ xíu gì mà đục trái mít nè. Ghê không? Không biết ăn sống bằng văn mèo coi. Trái này bự chưa? Trái nào trái nó tốt, trái nào. Cái này bị sâu luôn rồi. Bị sâu vậy á mà trái nào. Mình để nó con lớn nó cũng không nên thân. Trái bị sâu rồi các bạn. Trái này nè nếu mà để nó bự lắm nè, mà nó bị sâu rồi. Cắt luôn. Gớt chai giấy à, giấy này chấm muối ăn này hơi non, mấy trái nhỏ nhỏ này cắt ăn được hơn con ơi. Mấy trái giấy là hồi cắt sắc ngậm với mình mỏng chiên luôn, chiên luôn ăn mà chát bỏ giòn luôn. Rồi đi ăn một cái. À, cái trái bự bự này chiên giòn lên là ăn nó ngọt ngay nha cả nhà. Thôi đi tiếp. Nấu à. Quỳnh lấy nấu. Coi coi trái này tốt không? Nó bự vậy luôn. Cái này ăn xấu quá. Nó méo méo xèo xèo rồi. Cái này thứ nhất là nó ở xa ngoài cành nữa các bạn, nếu mà ở gần gần hôm nay mình để được nè. Thứ hai nó ở ngoài này nó bị xe bị méo rồi, cái này bị hư rồi, nếu để nó mất nó cũng không có tốt nè, nó bị méo rồi. Cắt đi, cắt đi, cắt bỏ, cắt bỏ. Mình cắt tiễn bớt chứ. Ô nặng quá, nặng quá, nặng quá, cầm không nổi. Nó dồn sức nuôi mấy cái chết. Chỗ này câu cá, em đi tử rồi con ơi.
mà có cái vỗ rồi không hay. Bộ cái vỗ này bị gì mà nó là mặt nước hả? Bộ bị xẹt cái gì? Ồ, trái này bị sâu dính cuốn như trời không? Bị sâu dính cuốn rồi mà. Bị sâu rồi. Mà chết nó thiệt. Cắt bỏ thì lên bên này, còn ăn được không biết. Cái non nè, được không? Ồ, trái dưới kìa, con hai trái dưới kìa. Chắc hư rồi quá. Ô trái này mềm xèo chiên gì ông ơi. Trái hư. Còn này không biết chiên được không, nó hơi mềm rồi. Ồ trái này được nè. Chiên lên ngọt ngay. Ủa cái gỗ đâu rồi ta? Thêm hai trái nữa chắc đủ rồi con ơi. Bây giờ chém xíu té. Tay cầm gỗ nặng quá rồi. Sao cây nhỏ xíu mà nó có trái kìa con ơi. Cây nó già rồi, trái hư. Trái này hư rồi. Nhưng cái này nó mới ra. Nó bị ăn hẳn gì kỳ. Cái này bị sâu. Bị sâu rồi. Ừ, sâu luôn. Sâu nó ghê. Trái này bị... Mình không xịt thuốc nó sâu. Trái này bọc lại được nữa. Trời, nó lớn xíu rồi nó qua bọc nó được. Bọc nó có ăn bọc nó tăng. Mình 12 trái luôn nè. Hai trái nó đẹp mà. Hai trái nó đâu có sâu đẹp. Trời là trái hả? Bị méo rồi, lớn rồi. Bị méo bị sâu đục hết con ơi. Bỏ cái này vô đi. Vừa trái. Cái hầm này của mình chắc cũng có lương hay con ơi, mình đặt trứng được nè. Ra đi làm nó có trứng mua dần nó được trái. Này đặt trứng được rồi nè. Bao là nó có ăn các bạn ơi, không bao là sâu. Cái này ở ngoài ra ngoài ngoài ấy quá nên cũng không tốt các em. Cái này là nhánh nâu nhỏ quá. Để khoảng nó nằm trong đây nè. Để cho mà cho nó cái nó mới tốt. Nó gần gốc quá nó tốt hơn hả? Cá nó bự. Ở ngoài quá cũng không tốt mình cắt bỏ. Rồi được rồi con hai đủ rồi. Đủ ăn. Rồi vô. Vô. Mới cắt một xíu được nhiều nghe các bạn. Mấy trái bự này chiên lên ăn ngọt nè, còn mấy trái nhỏ nhỏ chắc chiên lên chắc chát luôn. Chụp đi, chụp cái mình ăn.